Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Hilux phiên bản 2 cầu 2.8 Legend Adventure. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu nhanh về ngoại thất chiếc xe Toyota Hilux này. Đầu tiên thì về thông tin xe, Toyota Hilux được phân phối thị trường Việt Nam 13 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc, lắp ráp tại Thái Lan, có giá lần lượt như sau. Đối với phiên bản 1 cầu số sàn 2.4 hai cầu số sàn 2.4, hẹn xin lỗi một chút, thì có giá niêm yết là 668 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm là 17 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị sẽ rơi vào là 697 triệu. Phiên bản thứ hai, phiên bản một cầu số tự động 2.4, sẽ có giá niêm yết là 706 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm là 25 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị là 729 triệu. Còn phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất ở trước mắt chúng ta đây, phiên bản 2.8 hai cầu Legender có giá niêm yết là 999 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm là 27 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị là 1 tỷ 037 triệu. Đó là về giá xe lăn bánh. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về chiếc xe Toyota Hilux này để sơ bộ về ngoại thất cho anh chị nắm được. Thì đối với phiên bản hai cầu tự động Legender thì sẽ có cỗ máy là 2.8, kèm với đó là một cái ngoại hình trông chiến hơn rất nhiều so với phiên bản một cầu, sẽ được trang bị là bộ cua lốp này, thanh giá lốc nóc thể thao sẵn này, có trang bị luôn cả gói an toàn Toyota Safety Sense, có cả cam 360. Ở trước mắt chúng ta đây là phiên bản màu trắng ngọc trai, thì không chỉ riêng Toyota Hilux mà tất cả các phiên bản xe khác của Toyota thì đều, nếu mà có màu sơn trắng ốc tra thì sẽ cao hơn so với giá niêm yết là 8 triệu. Anh chị lưu ý giúp em nếu mà trong trường hợp anh chị quan tâm đến màu trắng ốc tra. Còn ở phần thân xe thì sẽ được sơn trụ B này, sơn tay nắm cửa là màu đen, trông sẽ thể thao hơn rất nhiều. Chiếc xe này phiên bản 2024 thì sẽ được cập nhật là máy có tiêu chuẩn nhiên liệu và máy có tiêu chuẩn khí thải là Euro 5. Đó là một cái lưu ý anh chị lưu ý giúp em. Vừa rồi thì em đã cập nhật nhanh cho anh chị về ngoại thất cũng như là giới thiệu về giá bán của chiếc xe Toyota Hilux thời điểm hiện tại. Anh chị nào quan tâm về xe cần em tư vấn thêm hoặc liên hệ đặt xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.